Xin chào cả nhà. Hôm nay Thành Lương cùng mấy anh em với anh đấy, thấy chưa? Hôm nay Thành Lương cùng mấy anh em đi vào đây gặt các bạn nhá. Hôm nay Thành Lương sẽ quay cái cảnh gặt ở trên quê Thành Lương cho các bạn cùng xem mọi người dân ở đây gặt như thế nào. Đây là cái liềm của người dân tộc Dao Thanh Y Quảng Ninh này các bạn này. Đây là cái liềm này là Thành Lương thấy một số dân tộc khác họ không phải dùng cái loại liềm như này đâu. Móc dài đằng sau này dùng để móc cái lúa về, sau đó là gặt. Thành Lương sẽ quay cho các bạn cùng xem nhá. Cái con lòng trước quá nhiều. Ở đây người dân Dao Thanh Y mình gặt là như này các bạn ạ. Người ta sẽ gặt từng bó về, sau đó người ta sẽ bó thành một bó lớn, với lại người ta sẽ gánh. Còn của người Tày thì họ gặt khác, họ gặt xong là họ cuốn thành từng bó nhỏ đấy luôn. Các bạn nhìn thấy cách gặt của người dân đây này. Đấy, lấy cái móc kia về móc xong là lại gặt. Ở trên quê mình ấy các bạn, ruộng này rất là bé thôi. Không, ở trên này là vùng sâu, vùng xa, cho nên là máy không thể vào được. Mọi thứ đều dùng cấy gặt bằng tay. Cái lúa này hơi là bé các bạn ạ. Lúa này bị còi rồi ấy. Lúa này còi cho nên là nó không thể cao được. Năm lâu ngân mà khay sang thiệt đấy. Năm lâu sang có chú mùng mà xuống. Đang bên đây cơ mình nó xả được tí. Chành đi nói đi nói mà con lâu đi vào mà tụi con hết. Chị cái này chắp thanh xuân lên đây thằng đi quần lâu cắn mấy mè quần lâu thì tay mà thầu này đã rồi chị bác này thì đón thì đã bác này thầu này nè ừ hay gì chân mồ thế bác nó chân đấy thì đá như thế ừ mình nó cứ nói đại nhưng mà phát nhưng có làm xa thì em ý thật chết là nhưng mà sao mà đón thế thì lão nhưng phải nhưng sang lắm. Ê đầm đầu đi cần hô con hốc quằn đây ác chán. Em đang chùm mùng đúng rồi chùm mùng thế đấy kìa. Còn mà con đây dành mà lì. Xin chẳng má mới chạy ta. Nhưng mà hả? Bạn ấy ho tao con lâu bơ. Ý. Xin chào từ đôi kế muôn bơ. Thế này Thanh Lương quay đến nằm góc muôn va ở nhô leo. Mỗi nhà nhầm đi thí phạm con lâu này cơ. Mà nay máy nhầm nhá là nhầm đi bằng đánh mà. Đã gần cho hâu đấy á. Long bụi quản mà. Thế. Long bụi xuống long bụi ai ghê. Chàng mê leo chào thì rồi kiếm muốn châu nữa này. Thảo giá. Mém mà hiến được leo á. Mém mà hiến. Ê, đi ra dùng mém hả? Đi phọt đấy. Đi phọt. Chế dầm đi, lý phản khó chân khó về chế. Cả quan bào xong cả mấy chế long ngon toàn. Cả long mày, bỏ không? Ngon ngoan mà cái năng ngon mà. Nóng lắm già ngon già vậy. Nên lấy tàu này ốt lấy tàu này này mua cha gần gần nữa hồn lấy tàu long má này à con đồ chúa ai mình cơ hả ai quen có anh nhân thôi anh nhà mới lo áo long lo à thầu lên anh phật nè san yeah. Đấy phát. Đây nằm phát nè.
mà cũng đưa phát đấy. Dạ. Ừ. Dạ nhờ dâu dĩ của Ninh này với ý tao tì đăng bố. Ừ. Dạ ghi ghi ngọn ờ ghi ngọn cần bắp dòng dạng nế cần quân khoai sáu cần cụ biát chế dạm nế với dân đi phẳng cần ai đang lại nhìn có ai ai tới bà lại nhìn bà lại mong có mà này đúng chế bình nế tao cái ta cần bên này áo nế nè. Ừ. Này áo ạ. Giờ mình lo thì tao mà lo à? Lo lo. Lo. Ừ. Lo ta lấy tao không này à? Bảy này á, hai anh nhìn này kia. Anh nhìn. Ừ. Ai nó được cho anh nhìn? Bảy á, hai con lâu rồi. Nhầm nếu với người phang cái quần gì anh đây cơ. Ơ năng nó tùm đào hẳn sẵn đi đấy chứ. Ừ. Người nhiên mình leo với sàn chơi đi. Nên tàu ấy gần ai tôi mà tới gần kèn kèn điếu gì nữa. Nó đang xàm tay thôi cơ. Mày xàm tay cái gì á? Mày tắp gì tay còn cũng còn đây. Dạ cái lốp út hiểm tắp gì. Nếu khẩu giá là khẩu tuấn dép lê đúng rồi cắn hai ninh kiếm cơ. Ba anh kiếm này. À, tôi cho xe chẳng giờ ninh quần vào cơ. À, quay ra đúng nhận đâm giá nhảy mà xa leo quần ninh quần vào để hắn dù dăm chim mua hộp tiêu lo muốn xả hả dạ hai dạ hả hả dân đến Bình Liêu mà dạ với chính trị dân Bình Liêu xả Bình Liêu. Bình Liêu nay đi tao không xả long đá mà nay à. Ừ. Đang nay đi nè.